Messi năm 2023. Như các thầy cô và các bạn đã biết thì hội nghị về suy tim, cũng có thể tạm gọi như là phân hội suy tim của Hội Tim Mạch Châu ESC, vừa tổ chức rất thành công cách đây có vài tuần lễ, vào ngày 20 đến 23 tháng 5 tại thành phố Praha, rất là đẹp của Cộng hòa Séc. Và hội nghị đã kết thúc rất thành công, và chúng tôi đã vừa tổng hợp lại được các cái nghiên cứu, các thông tin khoa học nổi bật để làm bài báo cáo này chuyển tới các cái bạn đồng nghiệp. Như chúng ta đã biết thì hội nghị thường niên về suy tim của ESC được tổ chức thường vào dịp tháng 5. Hội nghị năm nay diễn ra trong 4 ngày theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, với một khối lượng thông tin khoa học cũng hết sức đồ sộ, bao gồm 336 phiên khoa học và hơn 1.722 các bài báo cáo khác nhau. Và cũng đúng như tên gọi của hội nghị thì lên tới 1.160 bài báo cáo trong số này là dành liên quan tới các chủ đề về suy tim như suy tim mạn tính, suy tim cấp, suy tim diễn biến nặng, các cái chẩn đoán hình ảnh học trong suy tim, cũng như có những cái bài chủ đề khác liên quan tới điều trị suy tim bằng thiết bị, các bài báo cáo về khoa học cơ bản về tim mạch dự phòng, cũng như các chủ đề khác như là theo dõi y tế điện tử, tim mạch điện tử vân vân. Tóm lại một nội dung khoa học rất là phong phú và cập nhật. Để tổng hợp các nghiên cứu nổi bật về ESC 2023 về suy tim gửi tới các quý bạn đồng nghiệp ngày hôm nay, chúng tôi đã dựa trên các cái phiên gọi là late breaking trials, những cái phiên báo cáo các nghiên cứu nổi bật, cũng như đặc biệt là một phiên gọi là phiên highlights, best of the best theo cách gọi của ban tổ chức, là những thông tin tốt nhất, trọng tâm nhất và nổi bật nhất, có điểm nhấn, có tính gợi mở cho tương lai của điều trị suy tim của cái phiên hội nghị lần này. Và chủ tọa đoàn cũng bởi các cái vị giáo sư hàng đầu như giáo sư Bruno Tân Anh Quốc, giáo sư Marco Metra đến từ Italia và giáo sư Mullins đến từ Đức. Và phần đầu của cái phần highlights là phần trình bày của giáo sư Zelena đến từ Lithuania về những cái tiến bộ, những cập nhật trong chẩn đoán hình ảnh học hỗ trợ cho chẩn đoán và điều trị suy tim. Đây một phiên chúng tôi cũng cho rằng rất là quan trọng, với vai trò ngày càng nâng cao của các cái phương thức chẩn đoán hình ảnh học trong chẩn đoán, và không chỉ chẩn đoán mà còn theo dõi diễn biến của điều trị suy tim. Thế thì có rất nhiều các cái chủ đề rất phong phú như là tái cấu trúc tim mạch trong các trị liệu như thế nào, các cái phương thức để phát hiện sớm cái ưu huyết để có thể theo dõi được, đánh giá được cái tình trạng van hai lá, van ba lá, các chỉ số mới trong siêu âm tim, đánh giá chức năng thất phải, cũng như là đánh giá cái sự lắng động lớp mỡ thượng tâm mạc trong dự báo các cái biến cố loạn nhịp ở bệnh nhân suy tim chẳng hạn, rồi vân vân, và rất nhiều các thông tin quan trọng. Và chúng tôi đã góp nhặt lại và phân tích lại, đưa ra một cái nghiên cứu rất là nổi bật đầu tiên. Đấy là trên nghiên cứu Dapamuda, đánh giá vai trò của dapagliflozin trên các thông số tái cấu trúc cơ tim sau 6 tháng điều trị. Nghiên cứu này là một nghiên cứu đa trung tâm, một nhánh nhãn mở, tiến cứu quan sát nhằm đánh giá tác động của dapagliflozin, một chất ức chế SGLT2, trên các thông số tái cấu trúc tim qua 6 tháng theo dõi ở 162 bệnh nhân suy tim mạn tính ổn định, bất kể mức độ F nào, có hay không đái tháo đường. Như vậy chúng ta đã quen thuộc với một trụ cột điều trị ức chế SGLT2 trong điều trị suy tim mạn tính. Nhưng nghiên cứu này nhằm xác lập để đánh giá, vậy thì ngoài các tiêu chí lâm sàng đã được xác lập, thì dapagliflozin 10mg mỗi ngày nó có thay đổi tái cấu trúc về tim mạch như thế nào? Và tất cả bệnh nhân điều trị được theo dõi siêu âm tim ở một cái trung tâm độc lập có kiểm chuẩn và được làm mô để đảm bảo sự khách quan nghiên cứu. Và lưu ý là các bệnh nhân tuyển vào nghiên cứu này EF có thể dưới hoặc lớn hơn bằng 40%. Kết quả cho thấy là sau cái trị liệu bằng dapagliflozin thì sau 6 tháng theo dõi đã có sự giảm một cách có ý nghĩa các chỉ số về thể tích nhĩ trái, cải thiện các thông số về tái cấu trúc thất trái, bao gồm thể tích cuối tâm thu, thể tích cuối tâm trương, giảm nồng độ NT-proBNP, một cái thông số mà chúng ta đã ghi nhận trong các cái thông số trước đó, và đặc biệt là cải thiện được chất lượng cuộc sống ở các bệnh nhân theo dõi, một số thông số phụ thêm. Như vậy thì một lần nữa cho thấy là bên cạnh đó người ta thấy rằng là từ các thông số cơ bản ban đầu thì cái sự tái cấu trúc của thất trái theo hướng có lợi hơn sau điều trị của dapagliflozin được ghi nhận sớm trong vòng 30 ngày và sau đó tiếp tục giảm tuyến tính trong thời gian điều trị cho tới 180 ngày tiếp theo. Như vậy thì nó đưa ra rất nhiều cái hy vọng mới, là bên cạnh các tiêu chí lâm sàng đã được chứng minh chắc chắn qua những nghiên cứu đã được báo cáo vào 2019 hay cho tới 2022,
thì điều trị bằng một chất ức chế SGLT2 là dapagliflozin có khả năng đảo ngược được quá trình tái cấu trúc bất lợi tim mạch của bệnh nhân suy tim. Kết quả có xu hướng giảm tuyến tính cho tới thời điểm kết thúc theo dõi, đặt ra những cái tiềm năng lợi ích rất dài hạn của một cái điều trị nền tảng, một trong bốn trụ cột điều trị tim là chất ức chế SGLT2. Nghiên cứu tiếp theo chúng tôi xin trình bày cho các bạn đồng nghiệp một nghiên cứu khá là thú vị, là các nhóm tác giả đã đánh giá cái sự lắng động mô mỡ ở lớp thượng tâm mạc bằng cộng hưởng từ và theo dõi liệu cái mức độ lắng động mô mỡ nhiều ít này có ảnh hưởng tới các rối loạn nhịp thất ác tính ở các bệnh nhân suy tim mà liên quan đến bệnh cơ tim gây loạn nhịp hay không. Đối tượng nghiên cứu là những cái bệnh nhân mà đột biến gen phospholamban, mã hóa phospholamban đã dẫn tới cái bệnh loạn sản cơ tim gây loạn nhịp, và đã đánh giá mức độ lắng động mỡ lớp thượng tâm mạc trên cộng hưởng từ tim một cách hồi cứu trên 201 bệnh nhân. Với những cái nhóm bệnh hiếm gặp thế này thì một số lượng 201 bệnh nhân là khá lớn, và người thấy rằng là mức độ cái lắng động mỡ lớp thượng tâm mạc ít, trung bình hay nhiều có liên quan chặt chẽ tới cái gánh nặng rối loạn nhịp thất và số lượng ngoại tâm thu thất trong vòng 24 giờ các cái bệnh nhân này. Cụ thể là càng lắng động nhiều lớp mỡ dưới thượng tâm mạc mà đo đạc bằng cộng hưởng từ thì sẽ càng gia tăng các cái biến cố như là số lượng gánh nặng ngoại tâm thu thất cũng như là các rối loạn nhịp thất nguy hiểm tính mạng và liên quan tới sự cải thiện các tiêu chí lâm sàng, đặc biệt là tử vong. Như vậy kết luận của nghiên cứu này rất quan trọng là khối lượng mô mỡ dưới thượng tâm mạc được đo đạc bằng cộng hưởng từ là yếu tố độc lập liên quan gánh nặng ngoại tâm thu thất và các rối loạn nhịp thất nặng ở bệnh nhân bệnh cơ tim loạn nhịp thể đột biến phospholamban. Đấy, và rõ ràng thì một cái công cụ đo đạc rất là trực quan, rất là chính xác mà có thể dự báo được độc lập các tiên lượng thì rõ ràng là rất là quan trọng đối với ứng dụng. Tiếp theo nữa là một cái phiên nói về những điểm nhấn về điều trị suy tim mãn tính cũng như cái tựa đề của bài báo cáo của tôi cũng được trình bày bởi giáo sư Mark Petrie đến từ Anh Quốc. Thì giáo sư đã liệt kê ra những cái điểm quan trọng nhất từ 10 đến 1 và chúng tôi xin tổng hợp lại những điểm chính sau đây. Thứ nhất là phân tích tiếp theo của nghiên cứu Strong HF. Phân tích tiếp theo là gì? Là phân tích trên những cái đối tượng người cao tuổi. Bởi vì người ta luôn có sự quan ngại là theo chiến lược của nghiên cứu Strong HF là chúng ta hãy tăng thật nhanh, tối ưu hóa thật nhanh liều lượng các trụ cột điều trị nội khoa suy tim. Thì trên bệnh nhân cao tuổi vốn nhạy cảm hơn nó sẽ như thế nào? Có khác biệt với người trẻ tuổi hay không? Và các đối tượng bệnh nhân cao tuổi trong định nghĩa của nghiên cứu này là trên 65 tuổi. Chúng tôi xin nhắc lại một chút về nghiên cứu Strong HF, được xem là một cái quả bom tấn của ESC 2022, đã đánh giá cái sự cần thiết phải tăng liều nhanh tới mức liều tối đa có thể dung nạp được trong vòng 4 đến 6 tuần lễ các bệnh nhân suy tim mãn tính của các trụ cột điều trị. Và thiết kế nghiên cứu này tôi xin nhắc lại là các bệnh nhân sau khi suy tim được ra viện ổn định thì ngay trong tuần lễ đầu tiên đã tăng liều một nửa liều tối đa của các trụ cột điều trị. Đầu tiên là 3 trụ cột và sau này thì theo guidelines người ta đã tuyển thêm các bệnh nhân sử dụng trụ cột thứ tư là ức chế SGLT2 theo lịch sử của cái quá trình guideline khác. Và trong vòng 3 đến 4 tuần lễ thì đạt được liều tối đa các trụ cột điều trị và theo dõi tới 90 ngày cho tới 180 ngày với các tiêu chí lâm sàng là tử vong tái nhập viện và tiêu chí gián tiếp là nồng độ NT-proBNP. Thì kết quả của Strong HF đã gây rất ấn tượng tại ESC 2022 là điều trị tăng liều nhanh tối ưu các trụ cột điều trị sẽ dẫn tới giảm được cái tỷ lệ tái nhập viện do suy tim trong vòng 180 ngày và đặc biệt giảm tử vong do mọi nguyên nhân một cách có ý nghĩa thống kê. Thì đấy là những cái nội dung chúng ta đã biết. Tuy nhiên năm nay thì cái phân tích tiếp theo của Strong HF trên người cao tuổi cũng cho thấy là về mặt kỹ thuật chúng ta có thể tăng được nồng độ tối ưu các thuốc trụ cột điều trị ở người cao tuổi cũng tương tự như những người trẻ tuổi hơn. Tỷ lệ phần trăm các bệnh nhân tăng được liều tối ưu ở nhóm cao tuổi và nhóm thấp tuổi hơn ở mốc 65 tuổi cũng sấp xỉ đều là 80%. Như vậy thì về mặt kỹ thuật trong thực tiễn điều trị chúng ta có thể làm được điều đó ở người cao tuổi. Tuy nhiên nghiên cứu này cũng rất rút ra một điều là dẫu vậy thì những cái thông số đây, thứ nhất là chiến lược tăng liều nhanh các thuốc nền tảng đó ở người cao tuổi có cải thiện chất lượng cuộc sống nhưng kém hơn so với nhóm trẻ tuổi hơn. Đó là thông điệp thứ nhất. Thông điệp thứ hai là tỷ lệ thu thập các biến cố ngoại ý bao gồm cả nặng cao hơn nhóm trẻ tuổi hơn nhưng mà sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê. Và cái thông điệp rút ra từ nghiên cứu Strong HF là gì? Đồng ý xu hướng hiện nay chúng ta phối hợp sớm và tốt nhất tất cả các trụ cột và tốt nhất là tăng liều thật nhanh tới mức liều thuốc tối ưu ở các bệnh nhân suy tim mãn tính đã ổn định sau xuất viện, nhưng mà trên người cao tuổi trên 65 tuổi chúng ta vẫn nên có cái sự thận trọng và nên cá thể hóa để đảm bảo an toàn và sau đó là lợi ích. Một nghiên cứu tiếp theo chúng tôi cho rất là quan trọng chính là phân tích bổ sung tiếp theo. Chúng ta đã có một cái phân tích gộp rất quan trọng nghiên cứu DAPA HF
và deliver về dapagliflozin ở các bệnh nhân suy tim với tất cả các phân suất trong máu từ giảm nhẹ đến bảo tồn. Tuy nhiên, cái phân tích tiếp theo này được công bố tại hội nghị 2023 lần này là trên các tiêu chí về tình trạng sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Xin nhắc lại một chút, thì phân tích gộp DAPA-HF và liver báo cáo tại ESC đã chứng minh là dapagliflozin là một chất ức chế SGLT2 đã giảm được 14% tử vong tim mạch ở các bệnh nhân suy tim bất kỳ phân suất tổng máu thất trái nào và có hay không có đái tháo đường. Chúng ta đã biết và rõ ràng đặt một cái vị trí vững chắc của nhóm ức chế SGLT2 trong 4 trụ cột điều trị suy tim mạn tính, chúng ta đã biết. Tuy nhiên lần này thì người ta phân tích là ở các khía cạnh khác, cho dù nó mềm hơn các tiêu chí cứng lâm sàng, nhưng hết sức quan trọng đối với người bệnh chính là sự cải thiện tình trạng sức khỏe như thế nào và chất lượng cuộc sống ra sao. Thì thấy rằng là ở nhóm điều trị bằng dapagliflozin 10mg mỗi ngày so với giả dược, thì các tiêu chí về cải thiện cuộc sống như tổng gánh nặng triệu chứng, rồi tình trạng hạn chế thể lực cũng như các cái thông số lâm sàng khác đều được cải thiện ở nhóm điều trị dapagliflozin so với giả dược bất kỳ AF nào, kể cả AF là trên 60%. Ở một khía cạnh khác, người ta phân tích rất là hay ở chỗ là dẫu rằng là trung bình chung, tổng cái trung bình chung là phần lớn các bệnh nhân điều trị dapagliflozin có kết cục lâm sàng tốt hơn là nhóm giả dược, nhưng người ta phân tích một góc nhìn khác là vậy thì có bao nhiêu phần trăm ở nhóm điều trị dapagliflozin diễn biến xấu hơn về tình trạng lâm sàng cũng như chất lượng cuộc sống. Thì thấy rằng là khi mà điều trị bằng dapagliflozin thì ít gặp hơn các trường hợp diễn biến xấu. Và chúng ta biết trong cái phân tích số liệu, nhiều khi trung bình chung có thể cải thiện, nhưng mà tỷ lệ bệnh nhân kém đi trong cái thuần tập đó có thể là chiếm quá nửa, thì tổng hòa lợi ích chúng ta cũng cần phải cân nhắc lại. Thì trong trường hợp này rõ ràng là các thông số một lần nữa khẳng định là bên cạnh các tiêu chí cứng thì các thông số chất lượng cuộc sống cũng như tình trạng thể lực của bệnh nhân đã được cải thiện rõ rệt đối với điều trị bằng dapagliflozin. Và đây là kết luận của nghiên cứu phân tích gộp lần này và cho chúng ta thêm những cái thông số, những cái thông tin rất là quan trọng. Một nghiên cứu nữa là nghiên cứu Paraglide-HF, và đúng như tên gọi của nó, chính là một cái nghiên cứu nữa liên quan tới acne ở các bệnh nhân suy tim mạn tính mà sau đợt cấp. Vậy tại sao chúng ta cần thêm một cái nghiên cứu này nữa khi chúng ta đã có nghiên cứu Paragon-HF là điều trị dapagliflozin, acne trong các cái bệnh nhân suy tim với phân suất tổng máu thất trái bảo tồn mà được công bố từ năm 2019. Thì nghiên cứu này, cái đối tượng bệnh nhân hơi khác biệt một chút là 466 bệnh nhân suy tim với phân suất tổng máu thất trái từ giảm nhẹ đến bảo tồn, tức là trên 40%, và gần đây bị suy tim nặng hơn theo định nghĩa là bị nhập viện trong vòng 30 ngày. Và các bệnh nhân này được ngẫu nhiên chia làm hai nửa, một nửa 223 bệnh nhân điều trị bằng acne, một nửa thì 223 bệnh nhân đúng bằng số đó điều trị bằng van sạc tăng và theo dõi tới 8 tuần lễ và theo dõi thêm hơn nữa ở cái tiêu chí là thay đổi nồng độ NT-proBNP và các tiêu chí lâm sàng như nhập viện cũng như tử vong do suy tim. Vậy thì nghiên cứu Paraglide này khác ở chỗ là nhắm tới đối tượng bệnh nhân mà mới bị suy tim nặng lên, một đối tượng khá là nhạy cảm, xem kết quả như thế nào. Thì kết quả cho thấy là, đây là nhắc lại một chút, nghiên cứu Paragon-HF thì trên đối tượng suy tim mạn tính với phân suất tổng máu thất trái bảo tồn, thì chúng ta đã biết về kết quả. Thì kết quả Paraglide-HF là gì? Là trên các bệnh nhân mà suy tim phân suất tổng máu thất trái giảm nhẹ hoặc bảo tồn, trong vòng 30 ngày bị suy tim nặng lên, điều trị bằng acne so sánh với van sạc tăng giúp giảm ý nghĩa nồng độ NT-proBNP sau 8 tuần lễ theo dõi và bắt đầu có xu hướng cải thiện các tiêu chí lâm sàng, tuy nhiên chưa có ý nghĩa thống kê. Và như vậy, cùng với kết quả từ Paragon-HF thì acne do sự kết hợp giữa sacubitril và van sạc tăng có thể mang lại lợi ích cho các bệnh nhân suy tim với phân suất tổng máu thất trái còn bù, tức là hoặc là giảm nhẹ trên 40%, mà đặc biệt là mới bị diễn biến nặng. Đó là một thông số tiếp theo. Một nghiên cứu thứ tiếp theo cũng hết sức là thú vị và quan trọng đối với thực hành chúng ta, chính là cái phân tích nữa tiếp tục của nghiên cứu Transform-HF. Năm nay chúng tôi thấy là không có những cái quả bom tấn, tức là báo cáo kết quả lần đầu của các cái randomized clinical trial, nhưng mà những phân tích tiếp theo của các nghiên cứu hết sức thú vị. Chúng ta nghiên cứu Transform-HF trên 2859 bệnh nhân ngẫu nhiên chia làm hai nửa bằng nhau, một nửa thì điều trị bằng tocilizumab và một nửa thì điều trị bằng furosemide, một lợi tiểu mà chúng ta sử dụng rất phổ biến tại Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là gì? Sau đợt cấp của suy tim, cho bệnh nhân ra viện, chúng ta chọn furosemide hay là chọn tocilizumab ở các tiêu chí tử vong do mọi nguyên nhân và tái nhập viện do suy tim? Thì kết quả Transform-HF được trình bày năm đầu năm 2023 thì chúng ta đã rõ rồi, tôi sẽ trình bày trong slide tiếp theo. Nhưng mà câu hỏi đặt ra tiếp theo nữa là ở tình trạng là cải thiện triệu chứng và chất lượng cuộc sống những tiêu chí mềm hơn nhưng không kém quan trọng giữa hai thuốc lợi tiểu này như thế nào? Thì chúng ta quay lại là gì? Từ tháng 1 năm 2023 trên tờ JAMA đã công bố kết quả của nghiên cứu Transform-HF là ở bệnh nhân sau suy tim cấp được xuất viện
giữa Tocilizumab và Furosemide thì không có sự khác biệt về tiêu chí tử vong do mọi nguyên nhân sau 12 tháng. Như vậy thì tiêu chí lợi ích sống còn là không có khác biệt. Nó bênh được Furosemide một phần nào. Nhưng lần này tiếp tục phân tích thấy là ở các tiêu chí chất lượng cuộc sống cũng như cảm giác về triệu chứng người bệnh thì thấy rằng là Furosemide cũng không hề kém hơn so với Tocilizumab. Như vậy thì nghiên cứu này gần như đã chấm dứt các tranh luận hay so sánh nữa về Tocilizumab và Furosemide. Và rõ ràng trong thực tiễn Việt Nam, Furosemide là sẵn có. Chúng ta hoàn toàn có thể điều trị cho bệnh nhân suy tim mạn tính mà kết quả không kém cạnh gì ở các tiêu chí lâm sàng như tử vong do mọi nguyên nhân và cả khía cạnh cải thiện triệu chứng so với những thuốc lợi tiểu khác được xem là đắt đỏ hơn mà vốn chưa sẵn có tại Việt Nam. Vậy chúng ta yên tâm. Một nghiên cứu tiếp theo nữa, nó đánh vào xu hướng đương đại chính là làm sao chúng ta theo dõi quan trắc được suy tim từ xa bằng thiết bị cấy. Thế là mình nghiên cứu monitor HF. Trên các bệnh nhân suy tim, người ta đã cấy ghép một thiết bị theo dõi áp lực động mạch phổi vào trong người bệnh. Và các cái thông số liên tục quan trắc từ thiết bị này được gửi về cái người bác sĩ thực hành. Và chúng ta có thể gọi bệnh nhân lại để tái khám một cách có kế hoạch sớm một chút để điều chỉnh thuốc. Hay chúng ta có thể qua điện thoại nhắc bệnh nhân tăng liều thuốc lợi tiểu, nhắc nhở bệnh nhân về việc là tuân thủ thuốc điều trị, vân vân. Và kết quả trên 348 bệnh nhân suy tim mạn tính NIA3, tức là khá là nặng, có tiền sử nhập viện vì suy tim trong vòng 1 năm, được ngẫu nhiên chia làm hai nửa, một nhóm cấy thiết bị theo dõi áp lực động mạch phổi, một nhóm thì vẫn điều trị thường quy theo kiểu tái hẹn, tái nhắc thăm khám vân vân. Một nghiên cứu đây rõ ràng phải nghiên cứu nhãn mở vì có can thiệp vào người bệnh. Thì chúng ta nói một chút về cái thiết bị này. Catheter is placed in the pulmonary artery. Thì thiết bị này sau khi người ta đưa catheter vào trong cái động mạch phổi để đo đạt cái áp lực động mạch phổi của người bệnh, thì người ta đã lựa chọn một cái vị trí thích hợp để đưa cái thiết bị này vào. Và sau khi thiết bị này được đưa vào trong lòng cái động mạch phổi, được đo đạt để các thông số thu thập từ cái thiết bị này đã matching với cái thiết bị đo áp lực trực tiếp, thì người ta bắt đầu phóng thích cái thiết bị này để nó cài vào nằm trong lòng cái động mạch phổi. Và cái thiết bị này chỉ chiếm khoảng thiết diện khoảng 10% cái vị trí động mạch phổi mà được đặt vào. Và sau khoảng 3 tháng được nội mạc hóa để giảm bớt các yếu tố về đông máu. Và nghiên cứu cho thấy là thiết bị này đã phản ánh chính xác được cái áp lực động mạch phổi và đem lại những thông tin hết sức quan trọng, quan trắc để chúng ta điều chỉnh cái điều trị suy tim cho người bệnh. Và quan trọng hơn nữa chính là kết quả. Thì ở những cái bệnh nhân mà được cấy thiết bị theo dõi áp lực động mạch phổi để giúp định hướng xử trí suy tim, một xu hướng rất đương đại, thì giúp giảm được ý nghĩa nhập viện do suy tim và cải thiện chất lượng cuộc sống. Và công nghệ tỏ ra an toàn và tin cậy vì gần như không gặp các cái biến cố ngoại ý nào liên quan đến thiết bị. Và một lần nữa, cùng với cái việc thiết bị theo dõi nhịp tim từ xa, cùng với thiết bị theo dõi huyết áp vân vân, thì lần này áp lực động mạch phổi được quan trắc và đem lại những ý nghĩa lâm sàng. Đó là một nghiên cứu rất quan trọng của năm nay, nghiên cứu monitor HF. Và bên cạnh những cái phương pháp điều trị suy tim, các nghiên cứu nhằm khẳng định lại các trụ cột điều trị như là acne, là như ức chế SGLT2 hay là cổ điển như Furosemide, thì trong các cái kết quả năm nay chúng ta cũng chứng kiến những cái chân trở rất mới trong điều trị suy tim mạn tính. Như ví dụ như đây là một trường hợp mà một nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi so sánh với giả dược đánh giá hiệu quả của một cái chất gọi là triethylHCT, là một cái chất mà bổ sung ion đồng nội bào ở các bệnh nhân suy tim EF giảm, nghiên cứu Tracer HF. Rõ ràng là lâu nay chúng ta nhắc tới kali, nhắc tới magie, nhắc tới natri, gần như chúng ta chưa nói tới ion đồng ở các bệnh nhân suy tim. Và các nghiên cứu cho thấy là nếu như giảm nồng độ ion đồng nội bào ở các cái tế bào cơ tim có thể dẫn tới phì đại, sơ hóa cơ tim và tăng các cái tái cấu trúc bất lợi cho tế bào cơ tim. Và chất triethylHCL này là một cái chất bổ sung cái đồng đường uống với như vai trò một chất đồng vận ở liều thấp, có thể phục hồi lại được cái sự giảm sút nồng độ ion đồng ở trong các cái tế bào tim ở những bệnh nhân suy tim với EF giảm. Và đó là rất là hay nếu như chúng ta bổ sung chất này và theo dõi như thế nào. Thì cái thử nghiệm này đi vào pha 2A, ngẫu nhiên có đối chứng. Kết quả cho thấy là phần lớn các bệnh nhân đã dung nạp tốt với liều 300mg là liều điều trị và bắt đầu có sự giảm ý nghĩa nồng độ NT-proBNP ở các bệnh nhân suy tim EF giảm được điều trị bằng chất bổ sung ion đồng. Và kết quả này bắt người ta cũng thấy được trong các cái nhóm bệnh nhân đầu tiên có sự tái cấu trúc thuận lợi thất trái cũng như là thay đổi khoảng cách đi bộ 6 phút để các bệnh nhân được điều trị. Như vậy thì đương nhiên chúng ta cần những cái thử nghiệm tiếp theo pha 3 được công bố trong tương lai. Nhưng đó là đây là một cái tiếp cận, một cái chân trời rất mới trong các bệnh nhân điều trị bệnh nhân suy tim mạn tính với phẫu thuật thất trái giảm và lần đầu tiên nhắc tới ion CU, tức là ion đồng của các bệnh nhân này. Một nghiên cứu nữa chúng tôi cho là cũng là một cái dấu ấn rất quan trọng, chính là nghiên cứu pha 1 về kháng thể đơn dòng NI006 đã giúp giảm cái sự lắng đọng amyloid ở tim. Lâu nay chúng ta biết là amyloid tim gây suy tim EF giảm,
điều trị chủ yếu là cải thiện triệu chứng và có một số điều trị đặc thù khác. Nhưng mà đây là một trong những nghiên cứu dùng kháng thể đơn dòng, tức là tiếp cận tới điều trị đích ở những bệnh nhân suy tim do những nguyên nhân đặc thù. Đấy, giống như điều trị đích trong các khối u vậy. Và cái nghiên cứu này rất thú vị. Trên các bệnh nhân suy tim ở bệnh nhân thứ nhất, người ta xạ trị thấy là sự lắng động amyloid rất là nhiều cái bệnh nhân đầu tiên. Sau đó tiêm cái chất là kháng thể đơn dòng này thì sau 4 tháng thì gần như amyloid đã bị thoái triển rất nhiều. Như vậy điều trị có tác động rất là căn bản. Và tiếp tục tiêm một liều nữa thì duy trì hiệu quả điều trị trong tới 12 tháng tiếp theo. Ở cái bệnh nhân thứ hai, đầu tiên lắng động amyloid, sau đó người ta tiêm giả dược thì thấy là sau 4 tháng xạ trị thì không thấy thay đổi cái sự lắng động amyloid. Và sau đó người ta lại tiêm thuốc điều trị, sau 12 tháng lại thấy sự thay đổi. Như vậy thì phương pháp thiết kế nghiên cứu cũng rất là khách quan và khoa học. Trên các tiêu chí cộng hưởng từ, người ta cũng thấy có những cải thiện rất là cơ bản là sự lắng động amyloid ở tim. Và đó là nó mở ra những chân trời rất mới điều trị đích cho những bệnh nhân suy tim do những nguyên nhân đặc thù mà chúng ta ngày càng thấy được trên thời lâm sàng. Đây là các tiêu chí về NT-proBNP, về nồng độ troponin T cũng cải thiện có ý nghĩa ở các bệnh nhân được điều trị bằng cái đích này ở các bệnh nhân suy tim do amyloid. Và cái kết quả của nghiên cứu này đã được mang về cho giáo sư Mullens người Đức cái giải thưởng danh giá nhất, tức là giải thưởng áp sắc bài trình bày xuất sắc nhất của cái hội nghị HF suy tim của ESC năm 2023 lần này. Và kính thưa thầy Phạm Nguyên Vinh, thầy Huân và các bạn đồng nghiệp, thì dẫu là có nhiều nghiên cứu đã được trình bày, nhưng đây chỉ là một phần rất nhỏ của rất nhiều các cái thông tin khoa học hết sức đồ sộ của hội nghị suy tim của ESC năm 2023 mà tác giả trình bày chỉ tổng kết được những cái điểm nổi bật nhất để mong chia sẻ các bạn đồng nghiệp. Hy vọng là những nghiên cứu này sẽ được ứng dụng rất sớm vào thực tiễn lâm sàng điều trị các bệnh nhân suy tim Việt Nam. Và tôi sẽ tóm lại 4 điểm nổi bật mà tôi đã vừa trình bày. Thứ nhất là tiếp tục khẳng định chiến lược tối ưu sớm liều lượng các thuốc điều trị nền tảng được chứng minh là khả thi và chấp nhận được ở người cao tuổi. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải có những cẩn trọng hơn ở những bệnh nhân vốn nhạy cảm hơn này. Thứ hai, tiếp tục bổ sung những bằng chứng hơn thêm nữa bên cạnh những cái bằng chứng hết sức đồ sộ về lợi ích của chất ức chế SGLT2 trong trường hợp này là dapagliflozin, giúp đảo ngược tái cấu trúc tim, cải thiện tình trạng sức khỏe người bệnh bất kể suy tim với EF nào và có hay không có đái tháo đường. Thứ ba nữa là các thiết bị quan trắc suy tim cấy vào cơ thể, các điều MEMS HF là một xu hướng của công nghệ đương đại giúp chúng ta quan trắc được cái áp lực phổi để điều chỉnh điều trị suy tim ngoại trú và giúp giảm được tỷ lệ nhập viện cũng như các cái tiêu chí cận lâm sàng, công nghệ an toàn tin cậy. Và thứ tư là gì? Không ngừng những tiếp cận mới như là trị liệu bổ sung ion đồng nội bào cơ tim hay là kháng thể đơn dòng giúp giảm transthyretin ở bệnh nhân amyloid. Và đó là những nội dung chính được trình bày ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn thầy Phạm Nguyên Vinh và các bạn đồng nghiệp đã quan tâm theo dõi.